cùng bắp gì phỏng vấn anh em gì phân phần 1. Ui, anh em ơi, tôi ra sân bóng lại gặp mấy anh em gì phân. Mà nghe nói như là giải ao làng All-Star chuẩn bị trở lại. Bây giờ anh em mình đi hỏi xem mấy anh em này chuẩn bị cho giải đấu chưa nhá. Let's go. Anh Quang nghe. Anh có biết là cuối tháng này ao làng trở lại không? Anh mới biết. Anh có thể nói rằng là với ao làng này thì anh có tham gia thi đấu không nhỉ? Anh có chứ. Tham gia. Một năm có một lần. Đúng. Vậy thì nếu như giả dụ đi, có 3 thể thức mà anh vô địch được một trong 3 thể thức thì anh có định làm một bài hát để ăn mừng cho cái chiến tích này không? Vừa rap vừa bắn luôn, vào bắn là bật nhạc lên là freestyle luôn. Ok, là cùng với đồng đội là vừa bắn vừa chơi luôn. Thế nhưng mà cho em hỏi anh một câu kín kín là lần gần nhất anh chơi PUBG là bao giờ ấy? Cách đây cũng phải đâu đấy khoảng 6 tháng. Ôi, khá lâu nhưng mà không sao. Anh đang đi tìm những người đồng đội đấy, là chuẩn bị chat lại. Chắc là khoảng 1 tuần. Bọn anh là kiểu kỹ năng nó có sẵn trong người. Quá ghê gớm. 1 tuần là đủ. Máu là chảy trong tim nhưng mà flow thì luôn luôn có thể sẵn sàng bắn ra đúng không? Vậy thì là anh có thể nói gì với các bạn khán giả và để cho các bạn khán giả theo dõi giải đấu được không? Các bạn xem giải đấu thật là bùng nổ nhá. Cổ vũ cho tất cả các team yêu thích. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn anh Quang, chúc anh Quang thành công nữa.